nghĩ không có đâu, không có đâu. Gì lộn. Thường em nghĩ khả năng này có thể là con bé một là bị bắt cóc đó. Mấy sao mà bé nghĩ sao mà leo được cái cầu đó. Dạ. Bất quá không có mẹ nó, chị không có mẹ rồi nó đi nó vòng vòng lội nó kiếm mẹ cóc thôi. Dạ. Và cái khả năng người mẹ không ngộ vậy để cho con ngủ ở đó một mình. Dạ, lời nói đầu tiên cho Đầu Chọc Vlog xin mến chào quý bà cô chú và anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt ở cầu Cồng Cầy của anh chị, nơi mà thông tin vừa bé 2 tuổi nghi ngờ đã leo lên thành cầu và té xuống đây cầu này anh chị ha. Thì em đứng ngoài đường đó chị, không có xe mít thì tiếng hơi ồn, mong rằng của chúng chị thông cảm nha. Bây giờ em quay màn hình lại của anh chị xem. Đây, đây là cái cầu mới, cầu mới cầu cũ, bên kia cách 50m là cái cầu của cầu gì ta, cầu Ông Cầy. Thì hiện tại em tìm đường xuống để đi vòng vòng những cái mé sông để tìm kiếm và hy vọng cũng không tìm bé ở dưới dòng sông này anh chị. Không biết đường nào xuống ta. Ở đây có đường mòn nè anh chị, thấy cỏ nó ngang ngẽ không đó. Thì thì anh em cũng tới đây để mà chia sẻ, cũng cố gắng tìm kiếm bé ở dưới dòng sông này. Thì em hy vọng rằng sẽ không tìm thấy bé nơi này nữa anh chị. Cái đường này khó đi quá anh chị ơi, cô chị xem có lắc gì không thông cảm nha. Cái đường đi, phải đường đi không biết. Đây nè, nè em thấy có người, có người dưới này của anh chị. Thì em sẽ xuống rất là khó khăn, rất là khó khăn anh chị. Té cái đường xung quanh toàn cây cỏ không anh chị ha. À đây xương cầu nè anh chị, này có hai người, cô chị thấy không, thấy không, hai người đang ngồi dưới đây, đây nè chỗ tay em chỉ của anh chị đó. Thì giờ anh em xuống đây hỏi người dân và sẽ đi vòng vòng cái bờ kênh này, bờ sông này để tìm hiểu cái thông tin như thế nào nha. À đây, à dưới đây có hai người, hai người đang ngồi tâm sự cái gì đây. Cái đường rất là khó đi không chị. Đây là những cái rồi nước không anh chị, thấy nước không, mà không biết mấy anh này ở đây cũng đi xuống rất là khó khăn. Đây là dòng sông anh chị thấy không, sau lưng của hai anh đang ngồi nè, để em gom với chị xem nha. Đó và em sẽ cái dòng sông, cái cầu gạch cày bên kia, cái này cái kế cầu này anh chị khoảng 50m thôi. À, dòng sông chảy dòng đây nè, nãy đây, đây đây. Ở đây cũng có cầu, cũng như 1 2 3 4 cái cầu liền kề bên đây ha. Thì mời của chú vị tiếp tục xem video và phỏng vấn hai này và sẽ đi vòng vòng bờ kênh. À, mong rằng hy vọng sẽ không tìm được bé ở đây ha. Rồi mời chú vị tiếp tục xem cái video này như thế nào. Dạ. Chích cá xong á. Dạ. Vậy là nước nó cạn cho nó không cạn, nước nó cạn. Nó nước thì nó ăn tầm thấp hơn nước này. Dạ. Chừng nào nước mà nó lớn nữa là nó ngập cái đây. Nó có dấu đen nè ha. Dạ. Đó, nước cái lên tràn qua đây luôn hả? Vậy là nước, là nếu mà nước lớn lên, nước chiều cường lên là nước chảy rất là xiết luôn. Dạ, nước chảy mạnh lắm. Dạ. Đây là gọi cầu gì anh? Cầu dạ, đây là cầu cầu vượt cầu vượt Cầu Trường Hợp. Cầu vượt Cầu Trường Hợp. Còn cầu bên kia là cầu cầu Cày. Cầu Cày đúng không? Dạ đúng rồi. Cách nhau khoảng mấy chục mét à? Nhưng mà anh cũng nghe thông tin là ba mẹ con sống đây cũng khá là lâu rồi không anh? Dạ đúng rồi, anh em thấy lâu lắm rồi. Tại vì ngủ với nó là em thấy mấy người chung cư là chạy qua chạy lại cho tiền nhiều lắm. Dạ.
có chiếc xe máy cơi bên luôn. Dạ, có chiếc kim lùng. Có chiếc xe máy đậu cơi bên. À, mấy khi đậu ngủ em còn nhắc nó, chị đậu xe vậy coi chừng tụi nó lấy mất xe của chị á. Dạ. Em còn phải nhắc nhở bà. Dạ. Cái chị đó hàng ngày là công việc gì anh biết không? Em thấy ngồi mẹ con ngồi đó thấy ngồi trời mưa rồi nắng thì thấy căng cái bạc ngồi trên cầu á. Vậy là giống như mà ngồi xem vậy đó hả? Dạ. Mưa trời nào mưa nắng thì thấy ngồi trển luôn. Em thấy chung cư đó cho tiền nhiều lắm á. Nó chạy xe ta đậu cho tiền có xong nó vậy. Thấy cho tiền được ăn đúng hay ta cho nhiều lắm. Vậy là có thể là sinh. Dạ. Vậy là anh thấy là ba mẹ con là sinh ở cái chỗ cầu đó là lâu chưa? Hay là mới đại em? Em cũng mới biết đây chắc tầm hơn tháng mấy vậy. Vậy là có nghĩa là anh ở đây hơn một tháng nay, anh về đây anh ở. Dạ. Là mới biết cái chị ba mẹ con người đó thôi. Dạ, chứ trước đó thì mình không biết, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Hai anh là cũng mới về. Ờ, mới về đây ở. Mới về đây ở. Đúng rồi. Mới về đây ở. Nhưng anh có hay qua cái cầu đó, anh đi qua cầu đó lần nào chưa? Dạ cũng có, anh lâu lâu em đi là đi ra đặt ba cái bẫy chuột này. À. Mà dạ, theo cái suy đoán của anh á là bé 2 tuổi mấy, gần 3 tuổi thôi mà leo lên thành cầu đó được không? Không, không khả năng leo sao được. Leo, bé cái leo không cao cái đó sao anh leo được. Đúng rồi. Cái đó là con bé đó không bao giờ mà leo lên cái thành cầu đó được. Nó cũng hơi kỳ kỳ về vấn đề này tại ha. Tại vì cái thành cầu nó cao vậy, con bé thì nó thấp, nó đâu có cái nhịp nào để nó bước nó lên đâu. Đúng rồi. Chứ em thấy cái hành lang nhà nó hàng khít nhau quá. Đúng. Dạ, hàng nó đâu lọt xuống được em, cái thành cầu. Em không giờ nghĩ con bé nó lọt xuống cầu được. Giờ cầu nó lọt được. Vậy là nếu mà cái khả năng mà con lọt xuống cầu thì có khả năng bị bắt cóc đúng không anh? Hay là đó thì đó là... em biết, em nghĩ là cái khả năng là bị bắt cóc. Ừ. Chứ cái thành cầu đó em nghĩ con bé không bao giờ mà trèo lên mà lên được. Bé mới cái 2 tuổi rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà nghe nói là con bé này xinh ghê. Bé gái này nghe nó xinh lắm. Mấy người ta cho hay qua cho tiền cho đồ ăn đồ đó, người ta nói bé này dễ thương lắm. Đó em cũng biết tại em thấy mấy mẹ con ngồi trên trển. Giờ mưa giờ nắng lên các bạn hay cũng ngồi trên. Là tối ngủ ở đó luôn á. Dạ, ngủ đó luôn. Ngủ ngay trên lội đó thấy đó. Mưa gió là cũng ở cũng ngủ luôn. Che cái bạc rồi nằm đó. Chị cũng có thể cái trường hợp đó khả năng đó là cao đó. Chứ em nghĩ là không thể nào đeo được. Em nghĩ là cháu bé không giờ mà trèo lên được đấy mà được. Thằng cậu cao sao mà anh nghĩ thì bé có mấy tuổi sao mà leo chứ nó rớt được. Cỡ như anh em mình leo lên cũng hơi khó khăn rồi đó. Ừ, không phải chơi không, tại ở dưới nó có cái khe, không biết chui lọt không. Không, không, con bé không có mà có được. Có hai cái khe cách khoảng 2-3 tấc á. 3 tấc là bé nó chui không lọt. À bé kia lớn hơn, bé lớn đúng không? Bé cũng lớn rồi. À lớn rồi. Không chui lọt. Chứ mình là người lớn mà đứng trên cầu đó mình nhìn xuống mình còn sợ được lắm. Em nghĩ không có đâu, không có đỡ gì lộn. Thường em nghĩ khả năng này có thể là con bé một là bị bắt cóc đó. Thường á thì em thấy á, nếu mà bé khi mà bé ngủ dậy á mà không thấy mẹ hoặc thấy những người lớn xung quanh á thì bé sẽ đi vòng vòng hoặc là khóc. Đúng không? Dạ, chứ không thể nào bé mà dậy mà rồi. Có không có người lớn đó mà leo lên cầu đó được. Dạ, họ vô lý. Bé là không có khả năng leo cầu được. Dạ. Cái cầu thì mình leo muốn mấy sao mà bé nghĩ sao mà leo được cái cầu đó. Dạ. Bất quá không có mẹ đó, nó chị không có mẹ rồi nó đi nó vòng vòng lội kiếm mẹ khóc thôi. Dạ. Và cái khả năng người mẹ không ngộ vậy. Để cho con ngủ ở đó một mình mà bỏ đi đâu? À, đi mua sữa cho bé đó đó. Về dẫn thằng anh, tại lúc đó thằng anh 5 tuổi đó còn thức. Dạ. Cho mới dẫn đi mua sữa thì về không thấy người con mình đâu nữa. Thì mới đi trình báo cơ quan. Dạ. Giống như nghĩ là bé đang còn ngủ nên đi mua về liền. Dạ, đi mua dạ. Về liền thì... Bà đi nếu từ đó mới đi mua sữa có đi ra lúc ngoài kia. À. Cũng phải cây mấy hai cây đúng không? Dạ đúng rồi, phải có 2 cây số. 2 cây số. Lúc ra tới ngoài đó mới có tiền dạ. Quá rồi ha. Bây giờ thì cũng 2 ngày rồi cũng chưa tìm thấy bé luôn. Thì sáng giờ anh em của em cũng đi vòng vòng mấy sông này nè. Dạ. Tìm mà cũng không hy vọng tìm thấy bé ở dưới dòng sông này. Dạ. Dạ, tại nghĩ là không có đâu. Bé dạ. Không có khả năng mà rớt xuống kinh này được. Hy vọng một người hảo tâm, một vị hảo tâm nào đó, nhà hảo tâm nào đó đi ngang thấy bé khóc hoặc chở về nhà dạ, và chăm lo cho bé đó, một cái điều bọn em hy vọng như vậy đó. Cậu sao mà rớt xuống được? Dạ. Cái khả năng mà không có người mẹ nào mà bỏ con kiểu vậy. Không, ý tại là mà mua sữa đang ngủ, dạ, đang ngủ dạ. Rồi đi mua sữa. Dạ. Đi mua sữa về thì lại không thấy bé đâu. Đó. Mới cũng, tá quả luôn. Nói cũng như anh em cầu mong cho có người hảo tâm chở đứa bé về dạ. Thăng khóc. Dạ. Chứ cái dạ thành cầu đó là em nghĩ là đứa bé không bao giờ mà té xuống đó được. Cũng hơi bí ẩn à về vấn đề này.
chứ nước của cái sông này là em nói anh, nếu mà nó chảy khiết tại về tới Đồng Nai đó. À, vậy là sông này á, sông này chảy gì đồng, sông Đồng Nai hả? Sông Đồng Nai đó. Yeah. Chảy sao? Dạ, nó chứ nước gầm ga về lại về sông Đồng Nai nè. Hình như là em nghe dưới đó có cái đập không anh? Em cũng không biết anh. À. Chắc nghe dưới rồi. Chắc nghe. Nếu mà nó chảy ngược lên lại đây là nó chảy gì đâu anh? Đây là nó chảy dài về cái trên kia, em cũng không rành nữa. Dạ. Chảy vừa qua cầu Năm Lý luôn á. Dạ. Cũng chỗ là chỗ sông Sài Gòn đó. Dạ không không. Qua về cầu Năm Lý trên đây. Qua Năm Lý. Cũng thể về cầu Bình Lợi hồi này mà mấy kênh trong kia. Dạ em cũng biết. À, tại vì cái nguồn về đây thì xuống đây là cái nguồn về cầu Đồng Nai rồi. Dạ. À, cầu Đồng Nai. Về cầu Đồng Nai. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn hai anh nhiều nha. Dạ. Giá thì nói như anh có người hảo tâm nào đó nhờ đứa bé về. Dạ. Mẹ nó đỡ. Dạ. Dạ khó lắm. Nghĩ xong cái lăng can gì xong bé leo nổi. Anh nghĩ đi, cái thành nó bao nhiêu ngày đứa bé làm gì chua qua mà để lọt vô bớt đó. Nếu mà người hảo tâm, nếu mà báo chí những anh em đã đưa thông tin lên á. Dạ. Thì người ta sẽ biết rồi. Dạ. Người ta sáng giờ người ta sẽ xuống đây. Dạ. Nhưng hiện tại chưa có thông tin về cái câu chuyện này. Dạ, đúng rồi. Cũng có thể là trường hợp nãy anh nói đó. Dạ. Tại vì nghe hàng mấy người ta đi qua đi lại cái khu đó đó, người ta nói là bé này rất là xinh gái, rất là dễ thương. Đó. Anh biết đâu, đoạn đường ở đây nó cũng an ninh lắm. Dạ. Đoạn đây... đường này em nói anh là công an đi tuần suốt 24/24. Dạ. Xa xa em thấy có mấy cái chốt vòng phòng nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ở đây cũng có nè, ngay chừng mười mấy mét là có một chốt dân phòng rồi nè. Dạ. Chốt bảo vệ nè. Dạ. Dạ, chốt bảo vệ thì đây, chốt dân phòng thì đây. Dạ. Chốt bảo vệ. Cái khu này tại vì khu biệt thự nè, cho nên là an ninh rất là nghiêm ngặt ở đâu vấn đề. Anh thấy có một bảo vệ đồ gác nghiêm ngặt không? Dạ. Dễ gì ai đâu mà làm tầm bậy vậy. Bây giờ thì em biết cái lúc trước cái thành cầu đó là có một anh bảo vệ ban đêm ngồi ngoài đó. À vậy ha. Dạ. Như là anh bảo vệ bên nhân chỗ mà khăn điền nhân gì đó. Muốn đi qua ngay chỗ cái khu dân cư đó là phải đi qua cầu đó. Dạ đúng rồi, qua cái cầu đó mới đi vô được. Đúng. Khăn điền bảo vệ thấy chụp sáng đi không? Nó ngồi chụp sáng đi đó. Không, cái chỗ đó là bảo vệ ra là của nhà Lý Sơn. À, phải không? Bảo vệ Lý Sơn à, bảo vệ riêng của nhà Lý Sơn, anh Lý Hồng á. Con của nghệ sĩ Lý Quỳnh á. Lý Quỳnh. Ờ, con nghệ sĩ Lý Quỳnh. Ủa, vậy là trong nhà đó luôn. Dạ. Lý Sơn là lớn nhất. À, dạ. Lý Quỳnh, Lý Hùng đó anh. Dạ. À. Lý Hương nữa. Lý Hương là Úc. Là gia đình nghệ sĩ á. Dạ. Lý Hương là như ở bên Mỹ mà không? À, dạ dạ. Dạ hả? Việt Nam. Giá cho cầu mong cho đứa bé có người rước, khả năng lọt xuống cái kinh này là em nghĩ là không bao giờ có. Cũng hy vọng vậy ha anh ha. Dạ. Dạ gì nếu mà cũng hy vọng vậy. Nếu mà anh suy nghĩ đi, cái cầu đó mà xong con bé lọt dưới được, đúng không giờ mà lọt được. Từ khi sợ người ta đi đường, người ta thấy con bé này nó đi đâu á, rồi lỡ như là người ta có lòng có tâm bắt về rồi ta nuôi hay là cái gì, cái gì dễ gì mà nó cầu nó sao lọt, nó sao chui được. Cô này nó anh tầm 10 giờ là đi tuần 24/24. À, nếu anh nói như vậy thì hôm qua tới giờ báo chí và tất cả những anh em đưa tin lên trên báo á, nếu mà có một người hảo tâm đã nhận bé về nuôi đúng không ạ? Thì sẽ liên lạc đến đây, mà tới hiện tại bây giờ chưa có thông tin và cũng không ai liên lạc về tới những anh em hết. Thì anh nghĩ có trường hợp nào khác không? Rồi, em cũng không biết nên nó cũng khó đây. Ha, dạ, cũng bí ẩn á. Khó trả lời. Chứ khu này thì em thấy công an là đi tuần tầm 10 giờ đi tuần xuống. Em ngồi ở đây nè, công an cũng phải xuống. Tại vì hôm qua cơ quan cũng đã trích xuất camera ở những cái khu vực này và dạ. Không có thấy ai chở với đứa bé hết. Dạ. Đó. Cho nên công an, cơ quan đã cho thợ lặn và tất cả những người nháy xuống đây hôm qua, tối hôm qua là rất là đông, mười mấy người nháy xuống đây lặn cũng tìm không có luôn. Yeah, tối hôm qua thì em đi quận 7, em qua em lãnh nhận công trình bên kia. Vụ này cũng sự ra cũng hơi căng á. Nói trên này em nói anh, nước giờ nó lớn kìa nè, cái nước trong này lên, nói anh bây giờ nó cạn mạnh lắm. Nó cạn luôn hả? Ờ, nó cạn luôn, khô luôn á, giờ nước đang lớn rồi đó. Chừng mà nó gồng nó làm nó chặn luôn. Tại vì cái thông tin này á thì cái cô hồi sáng tụi đưa thông tin cho em là trước đây á là người cha của hai người đã ly thân rồi. Dạ. Người cha có nhận nuôi đứa bé nhỏ này mà nuôi một thời gian không có khả năng để mà nuôi bé nữa thì mới trả về cho người mẹ, là không ít hôm là bé lại mất tích như vậy. Hôm trước á là em thấy chị là
có chở một thằng bé trai thôi. Dạ. Rồi hình như khoảng tầm cỡ một tuần nay em thấy có một đứa bé gái. Dạ đúng rồi. Là bé đó là cha nuôi không nổi mới đưa trả về đó. Dạ. Mà trước đó là người cha nhận bé rước bé gái này về nuôi á thì người mẹ không cho nha. Dạ. À, sống khổ cực vậy á nhưng mà người mẹ cũng cố gắng lo cho bé này. Nhưng mà nói khả năng vậy thật, có lẽ mà bên gia đình người cha mà lên bắt lại đứa bé. Không biết. Đúng không? Em nói em anh nói vậy thì có thể là khả năng là người cha lên bắt lại đứa bé thôi chứ. Mà cơ quan là check xuất camera khoảng thời gian đó thì không thấy. Dạ. À. Thì nói chung là cũng còn nghi ngờ thôi, nghi ngờ là bé dưới sông này. Dạ. Nhưng mà anh em mình thì cũng hy vọng là không phải như điều dạ, như vậy. Chán vậy. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn hai anh nhiều nha. Dạ. Dạ anh em tiếp tục chiến đấu đi ha. Dạ. Dạ. À, thưa quý bà con chú anh chị thì anh em cũng đã đến đây. À, đây là một cái dòng kênh gọi là kênh kênh em đi em nói sợ trơn đây té luôn chị. À, cái kênh là kênh của gặp ông cày nha quý chị. À, anh em cũng gắng cố gắng xuống vòng vòng đây để mà tìm tìm kiếm, hy vọng là không gặp bé nha quý chị đó. À, hy vọng là một điều tốt đẹp đến với bé thì em đi vòng vòng cặp kênh này để cho quý bà quý chị xem. Thì thật sự ra một cái đường đi rất là khó khăn luôn anh chị, sình đất không đây. Một lối đi sình quá đây. Bây giờ mình đi xuống thôi. À, tại vì em không có xài mít đâu anh chị, không có mít á, cho nên tiếng xe chạy trên cái hình cầu này nó rất là ồn. À, cũng mong rằng có gì thông cảm nha. Đó. Mình sẽ cố gắng tìm hy vọng là không gặp bé ở nơi này nha quý chị. À, những người khuôn mặt khuôn mày hãy cho em đi xuống đây để mà em tìm kiếm những người bé gái 2 tuổi này, hy vọng sẽ không tìm bé được ở đây nha anh chị. Đây, em sẽ cố gắng đi cặp cái bà kênh một bà kênh này để tìm. Lại là cũng đang nghi ngờ thưa chị, đang nghi ngờ cơ quan và người dân ở đây cũng đang nghi ngờ ở đây. Thì bây giờ anh em cũng cố gắng đi tìm, hy vọng là không phải nha anh chị ha. Sao đi xuống đây, cái đường này đi quá xa. Bây giờ cỏ cây rất là nhiều anh chị ha, cỏ cây rất là nhiều ở đây, không thể nào mà để mà đi xuống dưới mé sông này được. Nó đây cây cầu, còn cây cầu bên kia anh chị đó, là nhà mẹ con có bé sinh sống ở cầu đó anh chị, cách nhau mấy chục mét rồi. Đây nè, đi sao qua đây thôi. Không thể, em phải cố gắng đi vòng vòng mấy kênh này để tìm kiếm phụ với gia đình thôi anh chị ha. Không đi vô được anh chị, tại vì ở đây cỏ cây rất là nhiều, ở mấy sông lần kia là lá cây có rất là nhiều và những cái khu biệt thự đó, cho nên là bây giờ sao ta. À, không thể nào mà đi xuống dưới đây được anh chị, em thua rồi, em không đi đâu xuống đó được. Em sợ gắn ghét rồi đó, rất là nguy hiểm dưới con sông này. Thôi, clip em cũng đến đây xin kết thúc anh chị. Hẹn quý bà của chú chị clip tiếp theo. Bye bye con chị.